Hôm nay sẽ cùng anh em build Zoom 65V2 dùng hoàn toàn đồ của Gucci Studio luôn. Màu mình chọn sẽ là white green. Đấy, với một cái tạ glass green như này. Mặc định theo phím thì là Blade PC, nhưng mà mình thì mình thích Blade nhôm, đúng gu của mình nhất. Full foam stock của hãng và dùng luôn cả staff stock của hãng luôn nha. Chơi luôn quả Switch WS hành này cho nó máu. Đấy, 17.000 một chiếc. Dùng luôn zoom cap 65%. Không biết có anh em là giống mình không, chứ build phím thì mình làm staff đầu tiên, bởi vì đây là cái bước cái cú nhất. Bộ staff mà hãng cung cấp thì đủ cho cả split space, nhưng mà mình không chơi cái loại đấy nên là mình chỉ chơi thông thường như này thôi. Mình rất thích các sản phẩm của Gucci Studio bởi vì họ cho quá đầy đủ mọi thứ từ A đến Z. Đấy, Holy Mode nó cứ gọi là vừa khít cái stem luôn. Dù có Holy thì anh em lưu ý phải cố gắng đắn quay thật thẳng nha. Và giờ thì loop stem housing và lắp staff vào thôi nào. Housing thì mình hay dùng 205G0, còn wire thì mình dùng XHT-BDZ. Và vậy là xong cái công đoạn mà mình ghét nhất khi làm phím. Như đã nói ở đầu video thì mình sẽ dùng full các loại foam mà hãng cho, bao gồm cả foam switch, foam plate, tí nữa thì sẽ là foam case nữa. Ở trên plate thì nó có những cái lỗ như này là lỗ để lắp ốc standoff anh em nhé. Ốc standoff ở trong cái gói này. Và giờ đến bước lắp switch. Switch với PCB thì nên lắp với nhau trước khi gắn lên kit anh em nhé. Anh em lưu ý một điều là phải chừa lại một số con switch ở những cái vị trí như thế này. Đó, tí nữa mình sẽ cho anh em biết lý do vì sao. Giờ đến xử lý cái case nữa là chuẩn bị xong rồi anh em ạ. Mình mà chơi hàng của Zoom thì chắc chắn là mình sẽ mua tạ trong, vừa nặng vừa đầm mà gõ nó cũng sẽ ngon hơn nhiều. Mình không dùng pin, mình không dùng Bluetooth nên là mình sẽ dùng cái foam này chèn vào chỗ pin ở đây. Đó. Nếu anh em mà không dùng tạ trong thì hãng đã cung cấp sẵn một cái foam case để đặt ở vị trí đấy. Còn mình dùng tạ trong thì mình đặt luôn tạ trong vào. Thế là xong. Gasket dạng slip như này gài vào cực kỳ thuận tiện. Đấy, thế là xong, không cần phải bóc rồi dán vào từng chỗ. Ốp nốt cái foam PCB này vào nữa là chuẩn bị hoàn thành rồi. Đây, giờ là đến bước lắp case đây này. Đấy, anh em đã thấy là vì sao mình bỏ vị trí này ra chưa? Để còn bắt ốc anh em ạ. Nếu lắp switch vào là không bắt được ốc đâu. Xong rồi đây anh em ạ. Nhớ like, share video và subscribe kênh của Sói Gear nhé. Đừng quên là Zoom 65 version 2 vẫn đang group buy đấy.